Thưa quý vị và các bạn, chơi hụi hay chơi họ chơi phường là một hình thức tín dụng dân gian đã có từ lâu trong cộng đồng, nhất là ở khu vực nông thôn. Ban đầu đó là hình thức góp vốn tương trợ nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nhưng vì sự hám lợi của người trong cuộc và dẫn đến vỡ hụi gây hậu quả khôn lường. Vụ vỡ hụi xảy ra ở xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm thời gian gần đây là một trong những trường hợp như thế. Do có sự tìm hiểu từ trước qua các mối quan hệ nên gần 2 năm nay, bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Cự Đình, xã Việt Hưng vẫn đều đặn mỗi tháng gom góp tiền từ việc mò cua, bắt ốc để nộp cho chủ hụi Đỗ Thị Hằng cư trú cùng địa phương với số tiền 2 triệu đồng một tháng. Vốn sức khỏe đã yếu, nay bà Lan còn phải chăm sóc mẹ chồng và chồng đều bị liệt, còn số tiền nộp hàng tháng chưa biết đi về đâu. Tôi là chỉ có đi mò, có lưới bắt quái ở giải ở các mương, các máng, các nơi đấy. Thì nó có được con cua nó thì về tôi lại bán. Hôm nay thí dụ như tôi bán được 50 thì tôi lại bớt ra 40. Đấy, tôi mua 10 tiền đậu, thế còn đâu 40.000 kia thì tôi lại để dành. Tôi chắt bớt vào thì tôi chơi. Tôi mỗi tháng là tôi đóng 2,5 triệu. Tương tự, bà Đặng Thị Tính ở thôn Mễ Đậu cũng rơi vào hoàn cảnh khóc dở, mếu dở. Chồng mất sớm, bà Tính lại thường xuyên đốm đau. Thu nhập chính của bà là từ việc bán vài mớ rau, mong có tiền tích cóp để phòng lúc tuổi già. Nghĩ sẽ để ra được một khoản, bà Tính giấu con tham gia chơi phường với chị Hằng. Để có tiền nộp họ, bà chắt bóp từng xu. Hơn 2 năm nay, bà Tính không dám ăn, chẳng dám uống. Biết tin chị Hằng đi khỏi nơi cư trú, bà đứng ngồi chẳng yên. Chỉ có thấy trong ra chợ bán, hôm thì được 50, nhưng lại có hôm lại có mấy hôm nghỉ, có hôm lại ốm thằng nửa tháng đi viện đi tiến đến đâu ra tiền. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại trên địa bàn xã Việt Hưng đã có hơn 70 hộ dân góp tiền chơi phường hụi do chị Hằng làm chủ. Người ít thì vài chục triệu đồng, người nhiều lên đến hàng trăm triệu đồng. Đa số các hộ dân đã làm đơn thư khiếu nại lên chính quyền các cấp để mong sớm giải quyết. Việc người dân tham gia vào đường dây hụi của chị Hằng làm chủ đã diễn ra nhiều năm nay. Để tạo sự tin tưởng của người dân, chị Hằng đã mua nhiều tài sản có giá trị và mở nhiều cơ sở chăm sóc sắc đẹp trên địa bàn và vùng lân cận. Hiện nay thì cô là có 2 chân họ, thì cô dựng lên thì mỗi một chân là có 2 triệu một tháng, và lãi cố định mọi người đều nhất trí là lãi là 300 một tháng, thì chỉ phải đóng 1,7 triệu một tháng. Đấy, thế cô thì một chân là 26 người chơi, trong đó có cả mình, thì đóng được 21 tháng. Một cái chân họ cũng 26 người, tôi đã đóng 14 tháng. Thế giờ là cuối cùng chúng tôi chưa được lấy mất số tiền đấy. Chị có đầy đủ giấy tờ cả hợp đồng, thế rồi danh sách. Là giữa năm 2021 chị đã bảo em là tìm hiểu luật dân sự soạn giúp chị một cái hợp đồng giữa chị và cả người chơi, là để ràng buộc là ví dụ người chơi mà người ta mất khả năng để đóng ấy, ví dụ người ta già cả, ốm đau gì đấy, thì là có con hoặc là ai đấy đóng giúp thì sẽ không, mọi người sẽ không sợ là bị bùng họa, hoặc là chị có cái hợp đồng như đấy thì chị cũng sẽ chắc chắn chị không bùng họa của ai cả. Đấy, thì là em cũng đã soạn giúp chị một cái hợp đồng như thế, là em cảm thấy là rất là tin tưởng chị, và rất là nhiều người tin tưởng chị, đặt niềm tin vào chị, là chị như thế là làm ăn rất là chắc chắn. Như của em là em chơi 5 chân thì có 1 chân là 2 triệu thì đã đóng 28 tháng, còn 4 chân 1 triệu thì đóng 26 tháng. Nhưng khi mà vào sổ sách thì em đã phát hiện ra trong sổ của chị này là ghi chép rất là lung tung. Ví dụ trong cái dây họa của em 1 triệu này 31 người chơi, nhưng chị bỏ trắng rất nhiều, 15 cái. Sau đó thì em gái chị đã điền tên chị vào, em hỏi là vì sao lại điền tên chị vào, thì chị bảo là cái này bỏ trắng thì cứ điền tên chị vào. Tôi tin tưởng là chị, là vì cái sổ của tôi thì tôi lại có cái dấu đỏ nữa cơ, lại chị lại đưa cả cái dấu đỏ mà bằng chứng tôi thì cụ thể. Thế cho nên là chỉ vì là tin tưởng, thế cho nên là tôi đi chơi. Đến bây giờ, đến ngày lấy thì chị không cho lấy.
Thế mà bây giờ thì chị bỏ chị đi, chị điện thoại cho chị không được, chị không liên lạc được. Tham gia thì giờ mấy chục người là nó bảo là bây giờ là cái họ này là có 30 người chẳng hạn này. Thì tập trung chơi, ai bỏ cao thì muốn cần thì lấy trước, mà ai mà không cần thì để sau cùng. Đấy, một tháng là 2 triệu thì cũng có tháng là hơn 200, lãi hơn 200, có tháng là 300 là tùy theo. Cũng có tháng là ví dụ như ai người ta cần tiền ấy thì người ta bỏ cao lên để người ta lấy. Thì... Tức là toàn bộ là chơi ảo, dựng tên ảo và lấy hết cả tiền của mà mọi tiền người. Thì tiền đóng thật. Tiền đóng thật. Tức là có một cái phường từ tháng 6 năm 2022. Tức là đóng cái phường đấy là bọn em chơi là đầu tiên là đóng cho chị Hằng là 5 triệu một tháng. Sau người chơi là đóng vào là 4 triệu tư một tháng. Thế nhưng mà tổng cộng bây giờ là chơi được 8 người chơi. Nhưng mà thực tế bây giờ chưa một ai lấy tiền, toàn bộ chị Hằng chị lấy hết cái số tiền đấy luôn ạ. Được biết, các chân hụi của chị Hằng làm chủ có từ 20 đến 30 người, từ hụi ngày, hụi tháng, hụi quý. Trong số những người chơi hụi ở xã Việt Hưng, người thấp nhất thì một chân, người nhiều tham gia đến hàng năm đến 7 chân. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2021 đến nay, người chơi không thể nào được lấy hụi vì khi đến ngày hẹn hụi, chị Hằng thông báo đã có người trả giá cao hơn để lấy trước. Dù nghi ngờ nhưng không ai dám bỏ chân hụi vì theo thỏa thuận ai bỏ sẽ bị mất trắng số tiền mình đã gửi trước đó. Đến thời điểm này, khi sự việc vỡ lở, chủ hụi mất khả năng chi trả, hàng chục hộ dân hoảng loạn tìm mọi cách từ năn nỉ đến ăn dầm ở dề, đòi tiền nhưng không thành. Ủy ban xã cũng đã nghiên cứu những cái văn bản quy định của pháp luật như là luật dân sự, cũng nghiên cứu điều 147 của luật dân sự quy định về chơi phường hội hụi. Đấy, thì như vậy thì người dân được phép hình thành những các cái hội phường với hình thức là tận dụng cái nguồn kinh tế mà dư thừa để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Theo nghị định 19 của chính phủ thì cũng có cái quy định là trong cái hội phường ấy, hụi này là nghiêm cấm là không được là với hình thức phường mà để cho vay nặng lãi. Thứ hai nữa là có hình thức là lừa đảo chiếm đoạt tài sản đấy, của những người tham gia chơi phường. Thế thì qua ở địa bàn thì xảy ra một cái hội phường. Thế thì khi mà người dân có ý kiến với công an xã thì công an xã cũng đã phản ánh với chủ tịch ban xã, thì chủ tịch ban xã có giao cho đồng chí trưởng công an xã là nắm tình hình. Thì qua nắm tình hình thì cái đơn của người dân thì đã được gửi công an huyện và công an huyện đã thụ lý cái đơn. Những năm qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ vỡ hụi vỡ họ, qua đó cho thấy việc chơi phường hụi đang ngày càng bị biến tướng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, nhưng nhiều người vẫn thờ ơ trước hậu quả của nó. Một mặt, chủ hụi lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết và đánh vào lòng tham của người dân với mức lãi suất cao chỉ trong thời gian ngắn. Mặt khác, bằng nhiều chiêu trò, các chủ phường hụi đã huy động được số tiền lớn lên đến hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn hoặc tuyên bố phá sản. Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên chọn lựa các kênh đầu tư, các hình thức tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn. Nếu chọn hình thức chơi hụi thì phải hết sức cân nhắc và thận trọng trong việc lựa chọn chủ hụi. Đồng thời, nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến chơi hụi, góp vốn, vừa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa phòng tránh rủi ro cũng như những vi phạm pháp luật trong quá trình chơi hụi.